bà có thể nào suy nghĩ một lần có được. Đi về. Trước khi về cho biết lý do. Nghèo. Trời ơi, tức quá. Cậu ơi, về. Cậu đâu rồi? Cậu ơi, cậu ơi, cậu. Cậu tôi đâu rồi? Cậu tôi đâu? Cậu tôi đâu bà? Ở trong túi tao nè. Cậu ơi. Cậu đây. Rượu đào nhâm chén mang say. Mẹ ơi hãy uống với con vài ly. Rượu này là rượu đế. Mẹ ơi hãy uống cho nhiều. Mẹ hãy vui chứ đừng có yếu xìu. Mẹ y uống đi. Ê. Dạ. Rượu gì? Dạ đây là rượu đế. Lấy từ đâu ra? Dạ lấy từ xứ sở của con, xứ sở Putnana. Mà từ cái tách này lấy từ ở đâu ra? Dạ dưới bếp. Bếp của ai? Dạ bếp của mẹ. Tại sao xuống bếp của tôi? Dạ tại vì con muốn hầu hạ mẹ mà. Ai mượn? Dạ. Kêu ai bằng mẹ? Dạ chứ kêu bằng gì đây hả? Nhìn lại thân mình đi. Đồ cái thứ mà cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nghe. Mẹ. Đồ cái thứ mà đĩa mà đòi đeo chân hạt. Mẹ. Đồ ba nín đi. Nói phải kỹ mặt cho người ta biết là tao nói mày. Tao nói mày đó con. Đâu? Nó nói con kìa. Mẹ ơi. Hả nói con kìa. Mẹ ơi. Mẹ ơi con thật lòng con thương Châu thật lòng mẹ ơi. Châu nào đâu đây? Dạ Châu ơi, ta bảo Châu này. Cái gì? Châu ra ngoài ruộng Châu cài với ta. Trời ơi. Cái cài vốn thiệt nông gia. Ta đây Châu đó ai mà quản công. Châu. Cậu. Trời ơi trời cậu. Ơi. Dạ. Cái đó là Châu bò đó. Không Châu, tức là Châu. Trời. Trời ơi nè. Dạ. Châu gì cũng vậy nha. Ủa sao vậy? Xin ngươi ra đã làm cái ghẻ rách rồi mà tại sao cái đầu không có não hả? Dạ. Hồi nãy giờ tôi nhịn bà nhiều nha. Bà nghĩ sao mà dám nói tôi cậu tôi là ghẻ rách chứ? Hả? Bà là cái thứ gì? Thứ gì? Bác cái mặt mày nghe chưa? Bà là cái loài em. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh rồi đi. Bên ngoài thì có xấu xa nhưng bên trong cơ bắp hết hồn mẹ nha. Mẹ không tính luôn con cởi cho mẹ con. À, dạ hả? Cậu đòi cởi đồ à? Cậu đừng làm chuyện khờ dại như vậy. Cậu để con cởi. Bà cởi cho con bà. Ê sao bà cởi? Mày muốn cởi cho mày cởi. Cùng sao cởi? Cậu qua đây đi về cậu. Nè, tôi nói mấy người biết được chưa? Đừng có đến đây á, mày làm rộn chuyện quá. Nên nhớ cảnh sát trưởng ở vùng này nè là bạn thân gia đình nhà tôi đó. Bây giờ nghe lời tôi không? Biến đi, về đi. Mẹ. Cậu, qua đây đi về. Rồi tại sao để người ta đối xử với mình như vậy? Tôm à. Về thì về chứ làm cái gì vậy? Tôm ơi. Tôm. Dạ thưa cha, lỗi là tại con. Bây giờ cha cứ xử con đi. Bây giờ cha bắt con vô chảo dầu, hay là ngũ mã phanh thay, hay là đài con ra biến ải con đều chịu hết. Thưa cha. Thôi ấy da. Trời đất tôi. Bà làm cái giống như vậy, bà đang massage hay bà rút xương? Giật cái gì mà muốn xúc ngón tay ra? Coi kìa, người hầu gì đâu mà mặc cái bộ đồ như là công chúa trong nhà vậy. Lết một cái tùng như vậy đó. Dạ bởi vì tùng rộng quá phải xòe cái hết. Thôi đi, làm quá hả? Trời đất ơi. Người hầu á hả? Quán gia. Đứng dậy chửi liền. Rồi chửi hả cậu? Đứng chửi liền. Cậu tôi cho tôi chửi nè. Bà làm quá vậy bà. Trời ơi. Vừa phải thôi thôi chứ. Người hầu thôi mà. Trời đất ơi. Bà coi cậu cháu tôi không có ra gì hết trơn. Bà là người hầu thôi mà. Thôi ơi. Bể đầu à. Bể đầu người hầu à. Người hầu nãy giờ tôi tưởng bà chủ. Tưởng mẹ chứ. Đúng rồi. Trời đất ơi. Người hầu gì đâu mà chửi dữ vậy. Vô nhà người ta rồi giục trái cây nhà người ta rồi phóng dĩa nhà người ta, người hầu thôi mà. Tôi chỉ là người hầu thôi, nhưng mà là tôi thương chủ tôi, là anh hầu anh mà chọi như vậy. Đúng đi rồi. Về đây. Rồi đi, đi về cậu. Thôi được rồi, Tâm ơi. Bớt cái miệng đi Tâm. Thấy không, muốn ăn giọng. Ăn giọng gì? Ta đang đỡ lời. Đỡ lời cho nhà ngươi đó. Biết rồi. Đỡ lời. Chứ tôi nhìn cậu trong. Hồi nãy. Được rồi, được rồi. Cô đã bị không cho nó đẻ trứng rồi. Tại vì ta là làm cái thùng này nha. Thôi được rồi. Thôi đó tôi cái nhà mà như cái sàn đấu vậy. Hai cái bà thì bắt quấn lộn hoài à. Dạ thưa cha. Tới đây. Dạ mong cha hãy chấp thuận cho con được lấy Châu đi làm vợ. Thì ra là hai đứa mày đã chịu đèn nha đúng không? Dạ đúng rồi. Con. Dạ. Ta không có cho con lấy cái người này đâu. Ủa, tại sao vậy cha? Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Con là cành vàng lá ngọc.
chỉ được lấy những người như là hầu tước, bá tước, hoặc ít nhất cũng là hoàng tử. Chứ sao lại lấy cái người mà quần áo rách rưới coi kìa, mặc bộ đồ với con kangaroo vậy á. Tuy là quần áo cũng không có, nhưng mà cô có tấm lòng, cô có khóc và cô có đôi tay. Bây giờ cha cho con cưới tiểu thơ đây, chắc chắn cô sẽ làm tiểu thơ hài lòng. Hay bây giờ cha cho con thử việc 3 tháng nha cha. Sau 3 tháng con hoàn thành nhiệm vụ, nếu mà cha cảm thấy được thì cha coi cho con ở đây luôn. Còn nếu mà không được thì cha có thể đuổi con đi cũng được mà. Mày vừa lấy con tao mà mày bắt tao nuôi cơm mày 3 tháng trời và thực tập nữa hả? Dạ không có, không cần đâu. Tất cả mọi chi phí là con sẽ lo hết. À không, những một mình con mà có tôm đây cùng ở đợ chung với con luôn. Con trời ơi, thôi đi, cậu chịu đựng đi chứ tôi không có chịu đựng cái vụ này đâu. Tôm, ráng giúp cậu đi mà, ráng giúp đi nha. Sao mà cậu đem tôi để cho người ta cày bừa xé xác tôi vậy? Thôi mà Tôm ơi, ráng giúp đi nha Tôm. Trời ơi, tôi tức cậu quá à, tức cậu quá mà. Thôi, động đất bây giờ đó Tôm à. Tôm đã chịu rồi đó thưa bá tước. Ta đồng ý. Dạ, con cảm ơn bá tước. Tôm, em làm gì em đầu bầu hoài vậy, không thì cậu làm việc vậy. Ham vợ, mê vợ, hành hạ người ta. Tôm, cho hai đứa ăn chưa? Chưa. Tôm, gì vậy mẹ? Mẹ nào, tắm ngựa chưa? Chưa bà nội. Ủa sao cái gì cũng chưa, hết vậy? Nếu mà không làm thì để cho cậu chủ làm được chưa? Thôi Nga, bà vừa phải cho Nga. Cậu tôi á, ngồi đây với một mình tôi làm thôi. Bà không có được quyền sai cậu tôi. Vậy thì làm đi. Thì từ từ chứ. Tôi là quản gia nhà này, còn mấy người là đầy tớ, làm không? Ủa quản gia giúp đầy tớ làm mấy thứ? Giờ có làm không? Làm thì từ từ đi làm. Làm gì dữ vậy mẹ? Dạ đi cậu lại. Thôi, trời ơi. Làm như ngày nào bà không lộn hơn, tôi không chửi bà chịu không nổi á. Thôi mời cho tấm heo cho cậu đi, cứ đi, cứ đi vô đi. Tôi là tôi dị nể cậu tôi đó. Rồi sao? Trời ơi, sao? Bà định đánh tôi hả? Thôi, thôi đánh đi. Cậu thấy không đánh con kìa cậu. Trời hung dữ. Ai hung dữ? Bà ơi. Thôi. Trả kêu kìa thấy chưa? Thôi mà bà. Thôi, đâu không à. Thì dù sao á là hai người đó cũng đã thực hiện lời hứa của mình rồi. Họ làm tất cả mọi việc theo lời họ nói rồi. Mọi chi phí họ cũng đã chi trả hết nữa. Bà quản gia Tôm thì làm việc bằng chân tay, còn tôi thì làm việc bằng trí óc. Trong vòng một tháng nay tôi đã giới thiệu bán được 3 căn villa ở thị trấn Wow rồi đó. Trời ơi, anh giỏi quá vậy. Giỏi hơn. Cô chủ qua đây. Qua đây. Cô dễ tin người quá à. Trời ơi, cái dạng cò mồi cò đất này là hên xui thôi. Nhiều khi cả mấy năm trời không bán được, không giới thiệu được căn villa nào đâu. Nè, cỡ cô chủ á là phải lấy người nào? Bá tước, hầu tước, hoàng tử, công tử. Cái ba cái dạng cò đất này làm sao mà tương xứng với cô chủ được? Cha về, cha về, cha về. Trời ơi. Sao vậy cha? Ông chủ ngồi đi. Trời sao vậy? Con gái ơi. Có gì vậy cha? Kể từ bây giờ, cái biệt thự này, dạ, cái sông lớn kia, dạ, cái cầu thật cao kia, dạ, 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 và cái đó, tất cả những cái điều lớn nhất của xã hội này. Dạ cái đó không phải là của mình. Ông chủ đang nói về cái chuyện gì vậy? Kể từ bây giờ là không còn là của ta nữa. Ủa nghĩa là sao? Tại sao vậy? Cha, làm sao cha? Con ơi, bây giờ bà Châu, dạ, bà coi bà đi ra ngoài bà định giá được hết cái tài sản này của ta, dạ, là bao nhiêu tiền coi. Dạ bao nhiêu tiền hả? Ừ. Dạ trời ơi, hồi nhỏ không học cho nên tính không được. Trời đó, coi đã hầu rồi còn không tính toán nữa. Dạ thưa cha, con sẽ thay cha và thay bà quản gia để tính cái giá trị trong căn nhà này. Ngồi tính đi. Dạ theo cái đầu óc minh mẫn của con thì con sẽ nhờ từ cái máy tính này. Trời đất, coi đầu óc mày minh mẫn quá. Dạ thưa cha, con đã tính ra rồi. 3 + 2 = 5. Thì bây giờ nếu mà mình làm tính đúng mà nói cái như là mình hả thuận mua vừa bán. Rồi. Cũng như là thuận vợ gả chồng. Cái đông gì vậy? Đông tắc miễn đông cũng cạn. Thì điên hả? Tại vì cái bán nhà cái bán luôn con hay vợ gả chồng không, đây. Ý con nói là cái này mình hợp phong thủy mình bán được á. Là bán được 600.000 đô. Đó là con tính là rất là giỏi. Tại vì cái máy tính nó hỗ trợ cũng rất là nhiều. Dạ. Rồi đó thì bây giờ bà coi bà định giá và bà hỏi người ta cầm bán được cái nhà này bán đi. Ủa là sao vậy cha? Sao vậy? Tại vì bây giờ ta bị người ta hại là bỏ cái Hàn Quốc cấm vô cái chiến. Trời ơi. Trời ơi. Trời, cái quân nào mất dạy vậy? Bây giờ phải đi tù. Đó bây giờ là bị đi tù là tịch thu hết tài sản của mình luôn. Nhưng mà không có cách nào để kháng cáo được hết. Tại vì chứng cứ rành rành rồi, không có chối tội được. Vậy là ông chủ đi tù hả? Ông chủ ơi. Cái gì vậy? Dạ con xin ông chủ. Ông chủ đã nuôi con từ nhỏ tới lớn. Bây giờ con sẽ đi tù thay ông chủ. Chứ nếu mà con tự do mà ông chủ đi tù cũng không nên lòng nào ông chủ ơi. Tôi không có được đâu. Thôi được rồi, mọi người hãy bình tĩnh. Đã có ta sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Thơm à. Dạ. Thơm
Tâm hãy đem giấy viết và đưa con ấy cho ta nha. Ủa, con ấy là con gì vậy? Con dấu. Cậu rồi. Giấy. Đưa con ấy cho ta nha. Ủa, con ấy là con gì vậy? Con dấu. Cậu rồi. Giấy. Giấy, dấu. Con gấu. Gì vậy? Ông ngủ đi. Ta kêu đem con dấu, ai đâu con gấu đâu, con dấu đâu. Dấu thì dấu rồi. Dấu đâu? Dấu. Hả, dấu gì? Là dấu á. Con nói con dấu rồi. Dấu ở đâu? Phải dấu. Trời ơi, thôi đi lẹ lấy con dấu đi mà bà gấu ơi. Gì đâu á thiệt. Bà bị cái gì vậy? Con nhỏ người ở của người nó kỳ quá. Nè, con dấu rồi đó. Con dấu là đã dấu rồi. Phải ấy, rồi nó nằm trong đấy. Ôi, cái gì mà như gói bánh tét vậy thiệt luôn đó. Nó là con dấu thì phải dấu. Tìm đóng dấu luôn bây giờ đó. Rồi xong, đưa chim gửi ha. Chim gì? Chim nó ngậm để nó gửi cho cái chủ nhận á. Không được, bây giờ chính tay ngươi phải đưa đi cho cảnh sát Harry. À vậy chim nó bận rồi ha. Đúng rồi. Chim ơi chim. Thôi đi, đưa ta mượn coi. Chim đã giật rồi. Thư gửi ngài cảnh sát trưởng Henry, tôi hầu tước Stephen cùng quan. Hầu tước Stephen. Đúng, ta chính là hầu tước Stephen. Ta nghe mọi người đây đồn đại rất là nhiều, ông là người trọng sang khinh bằng, có tranh bỏ giỏ, có trăng quên đèn, nhưng mà được, ông có một người con gái rất là xinh đẹp. Chính vì vậy mà ta mới trà trộn vô căn nhà này để làm quen với cô gái kia. Này hỏi tiểu thư có đồng ý làm vợ ta không? Nhưng mà cha ta... Ngài khoan đã. Nếu ngài có thể cứu được tôi và cải thắng thoát tội của tôi xin hứa với ngài, ta sẽ gả con gái của ta cho ngài. Cái gì vậy bà? Con mẹ kia làm gì đó? Dạ, dạ, thưa ngài hầu tước Stephane. Stephane là cái đó để chấm với lại khoai lang tây. Ăn ngon, béo bổ. Vậy còn lại thứ ba này là nhà hầu tước cưới con chủ dùng cho con nha, ông chầu cơ hầu tước. Được rồi, ngài bá tước, tôi chắc chắn sẽ minh oan cho ngài. Nhưng mà về việc gả con gái cho tôi thì chúng tôi muốn đến với nhau tự nhiên. Tôi không muốn ngài trả ơn cho tôi bằng cách gả con gái của ngài. Rồi bây giờ, ta hứa với ngài là nếu như ngài mà giúp ta thoát được tội này á, thì ta sẽ cho con gái của ta lấy những cái kẻ mà gọi là nghèo nàn bần hèn, quần rách áo ôm, nói chung tệ lắm, không có ham giàu nữa. Cũng không được. Bây giờ ta sẽ giúp bá tước bằng khả năng của ta. Còn chuyện tình cảm cứ để cho hai trái tim đến với nhau bằng một cái cảm xúc chân thật nhất. Thôi được rồi, bây giờ ta cho con gái ta tự động quyết định luôn. Nàng ơi, nàng có đồng ý làm vợ của ta không? Ta đồng ý. Nàng ơi. Dạ bước qua, dạ bước qua. Ôi cái thảm lau nhà này mềm quá. Trời ơi. Nàng ơi, nàng có đồng ý lấy ta làm chồng không? Ta đồng ý. Hình ảnh vừa lời nói vừa cần chế trước pháp luật. Thơm. Chị, mình quê với nhau nha. Quê đi, đó em không có hiểu chị. Chị cũng vậy, đâu hiểu em mà. Đó, bước vô nhà quá. Nhất gì phải nói để gì mà em. Lúc đó là bè em nhảy nhà cửa vô. Đâu có nhà. Hai người đứng lên đi. Đứng lên chị. Dạ, đứng kêu đứng. Anh là đó. Bây giờ tôi nói đây, cái này nghe nè. Anh đứng chính giữa để hai đứa em nắm. Bây giờ hai người cùng với tôi làm một cái lễ thật lớn để tác hợp cho hai đứa nó trở thành vợ chồng của nhau. Dạ. Được không? Dạ được.